Drama bà nhân vlog tố cáo sai, cuối cùng phải xin lỗi bác sĩ Thịnh. Hãy để các thiên thần nhỏ chào đời trong sự bình yên. Thời gian gần đây bà nhân vlog không ngừng gây tranh cãi vì vướng rất nhiều dư luận, trong đó nổi bật nhất là việc bà tố cáo bác sĩ Thịnh thiếu sự chuyên nghiệp và cuối cùng bà phải xin lỗi bác sĩ Thịnh. Vậy bà nhân vlog là ai? Và vì sao câu chuyện này được cộng đồng mạng, đặc biệt là trên mạng TikTok quan tâm đến như vậy? Vợ chủ sở hữu YouTube, vợ chồng nhà nhân, bà nhân vlog tên thật là Lê Thị Đức Nhân, là cái tên quen thuộc với đông đảo người Việt thông qua các video nấu ăn, thưởng thức ẩm thực Nhật Bản. Bà Nhân được cộng đồng mạng yêu mến bởi sự duyên dáng hài hước và qua các video ngắn có nội dung thú vị độc đáo trong mối quan hệ với đời sống bình thường của người Nhật Bản và những người nhì Việt ở Nhật. Đặc biệt hơn, với sự xuất hiện của ông xã người Nhật Bản, Tiru kênh YouTube của vợ chồng nhà Nhân ngày càng được đông đảo người dùng mạng quan tâm. Hai người này đã được sự ủng hộ và số người theo dõi rất nhiều, đã đạt mốc trên 750.000 người theo dõi. Và từ thời điểm đạt nút bạc YouTube, bà Nhân vlog đã tiết lộ thu nhập của mình lên đến 100 đến 200 triệu một tháng. Đây là một thu nhập hiếm hoi, và đó cũng là nhờ tài năng và những kỹ thuật, niềm yêu mến nghệ thuật, yêu mến cuộc sống thể hiện qua các video sáng tạo của bà Nhân, làm cho khán giả khắp nơi trên thế giới rất yêu mến. Và một điều đáng chú ý hơn nữa, bà Nhân đã nhiều lần tiết lộ rằng chồng bà một kỹ sư giàu kinh nghiệm và có thu nhập đến vài trăm triệu đồng một tháng. Ông là một người rất yêu thương vợ, qua lời bà Nhân là một người chăm sóc, quan tâm và thường xuyên tặng quà cho vợ những món quà rất xa xỉ. Có những món quà lên đến nửa tỷ đồng, làm nhiều chị em phụ nữ người Việt phải tròn mắt ra vì kinh ngạc và ganh tị nữa phải không? Chỉ làm khốn khổ những ông chồng người Việt. Và trong cuộc sống đời thường, bà Nhân vlog cũng thường xuyên bên cạnh sự giải trí và giới thiệu ẩm thực Nhật Bản, đời sống của Nhật Bản, bà Nhân vlog cũng lâm vào đó một yếu tố sang chảnh và giới thiệu cuộc sống sang giàu của gia đình bà, với những món hàng hiệu đắt tiền, những chiếc nhẫn kim cương, những nhà xe đắt giá đều thuộc quyền sở hữu của bà Nhân. Và bà còn nói rằng bà đặt sẽ chiêm số tiền lớn để giải phẫu thẩm mỹ để có bề ngoài nổi bật và đẹp hơn nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà ăn bám vào chờ người chồng mà thôi. Thì bà Nhân vlog lập tức phản ứng lại, bà nói rằng ngoài công việc chính là làm YouTube sáng tạo nội dung số, bà còn buôn bán bất động sản qua giá trị tài sản đã có sẵn và bán đó để làm vốn. Do đó bà phất lên có nhiều tiền là chuyện bình thường, và điều đó cũng rất bình thường. Một người làm một công việc chính chỗ nào đó và cũng không thể bỏ qua cơ hội đầu tư vào một kênh khác, thí dụ như bất động sản, và bà cũng làm như vậy. Sau này bà Nhân vlog còn mong muốn có con, và bà cũng đăng tải nhiều video ghi lại ý muốn thụ tinh nhân tạo để có con. Và từ đó cũng xảy ra mối quan hệ mâu thuẫn với bác sĩ Thịnh, là nơi mà hai vợ chồng bà đăng ký để thụ tinh nhân tạo. Trong một video, bà Nhân vlog khóc và nói rằng mình bị hẹn sai thời gian hút trứng và tố bác sĩ Thịnh tắc trách trong hành trình này. Tuy nhiên, những bằng chứng từ phía bác sĩ Thịnh đưa ra lại cho thấy bà Nhân vlog với là người không hiểu về kỹ thuật và thời gian hút trứng. Vị bác sĩ này còn đưa ra một số thông tin cho rằng bà Nhân đã diễn khi tiêm kích trứng. Bà cũng không tới dự kiểm tra đúng thời gian hẹn bởi vì bận đi quay, đi dự tiệc. Khi câu chuyện trở thành tâm điểm của sự chú ý, vợ chồng bà Nhân vlog quyết định mở họp báo lên tiếng xin lỗi bác sĩ Thịnh và giải thích về sự việc. Trong họp báo, vợ chồng bà Nhân khẳng định không đem chuyện có con ra làm thương mại, không diễn mà khóc vì đau vì mong có con thật sự. Ngoài ra, bà Nhân cũng tự nhận phần sai vì mình vì nóng vội và thiếu hiểu biết nên nhầm lẫn về thời gian hút trứng. Sau hùng hào không ít người hâm mộ,
công khai ủng hộ bác sĩ Thuận, đồng thời có quay lưng, thái độ quay lưng lại với bà nhân Vlog. Lại một trường hợp vạ miệng nửa rồi chân. Rồi trong cuộc họp báo, bà nhân lại nói một chi tiết chưa từng được tiết lộ trước đây. Bà nhân nói là bà đang gánh vác toàn bộ gia đình rất khó khăn, trong đó kể cả nuôi một ông chồng đang thất nghiệp, không có việc làm. Và công nhân mạng lập tức chỉ ra chỗ sơ hở này, chỗ bất nhất này. Chỉ mới đây thôi, cách đây vài ngày, 10 tháng 3, bà nhân đã nói rằng chồng bà đã bỏ ra số tiền hơn nửa tỷ đồng để làm buổi tiệc kỷ niệm ngày hôn nhân của hai người. Một người mà có ý kiến trước khác sau khác thì khó lòng mà đặt sự tin tưởng, phải không? Ngược lại, rất nhiều người đã bày tỏ ý kiến bảo vệ bác sĩ Thịnh. Trong đó có một nhà doanh nghiệp đã nêu rằng ông đã từng treo thưởng với bác sĩ Thịnh 1 tỷ đồng nếu ông hai chồng ông có con, hai chồng ông hiếm muộn, và nhờ bác sĩ Thịnh hỗ trợ việc đây. Bác sĩ Thịnh dùng phương pháp khoa học và cuối cùng hai người đều có con và mang tiền đến để tặng bác sĩ Thịnh. Thì bác sĩ Thịnh từ chối, nói rằng đây là một cái duyên với nhau thôi. Thành ra anh chị cứ giữ lại số tiền 1 tỷ đồng này, và nếu sau này có những người khó khăn mà không có điều kiện mà có duyên nữa thì có khi anh chị lại hỗ trợ được các trường hợp đó thôi. Thì bác sĩ Thịnh nói như vậy cũng có nghĩa là một lời từ chối khéo léo. Và vợ chồng nhà doanh nghiệp này tỏ ra rất kính phục nhân cách của bác sĩ Thịnh. Còn nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì nhấn mạnh khía cạnh bây giờ những người hoạt động trên mạng xã hội đã quên cuộc sống thực là như thế nào và cuộc sống ảo là như thế nào. Bất cứ cái gì trong đời thực của mình, kể cả những chuyện riêng tư, cũng đem ra để câu view thì không thể chấp nhận được. Nhà báo nói, hết việc làm màu màu gây nhiễu đám tang nghệ sĩ câu view bằng mọi giá, mấy hôm nay lại có chuyện cặp vợ chồng nọ làm phiền cộng đồng bằng việc hiếm muộn của mình. Đã vậy còn bày đặt gặp gỡ báo chí, cứ như mình ghê gớm lắm, giá trị với cuộc đời lắm, nghệ sĩ to lớn lắm, để thanh minh giải thích khóc lóc miếng máu sụt sùi về mấy cái việc tầm phào gây ra những ngày qua, làm phiền nhiễu cộng đồng mạng. Chuyện mong muốn có con là một chuyện lớn lao của bất cứ cặp vợ chồng nào, đặc biệt là các cặp hiếm muộn, nhưng biến đó thành chuyện câu view thì đúng là không thể chấp nhận được. Đúng sai không bàn trong drama này, vì ai cũng có ý định riêng, phong tính riêng, nhưng đến bệnh viện lo chuyện sinh con đẻ cái mà quan quan cái miệng tố cáo này nọ kia để lấy view bất chấp thì không có lý do nào biện minh được. Mà cuối cùng cũng phải xin lỗi bác sĩ Thịnh vì tố cáo sai. Nếu bạn muốn chào đời một chào đón một thiên thần của mình thì hãy chào đón trong bình yên. Vậy thì bỏ ý định kiếm mấy cái đồng tiền từ view khi đi vào bệnh viện để làm một việc riêng tư nào đó, thí dụ như để chữa bệnh, tìm kiếm một đứa con trong cơ địa hiếm muộn của mình, thì hãy để thiên thần nhỏ sinh ra từ những điều đẹp đẽ, chứ không phải là những toan tính đầy tính chất ảo mộng trên mạng xã hội. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, và chúng ta cũng mong muốn drama này kết thúc tại đây để mọi người trở lại với cuộc sống bình thường. Và nhân vlog tiếp tục làm những video ẩm thực để chúng ta thưởng thức và giải trí, và bác sĩ Thịnh toàn tâm toàn ý lo cho công việc y khoa của mình, giúp đỡ những người hiếm muộn. Xin cảm ơn rất nhiều.